Sao đập đá được không cậu ơi? Ui, em có đập đá đâu anh. Em đập hộp con ZTE Black V50 Design đấy nè, mới ra mắt vào thị trường Việt Nam vào tháng 10 năm 2023. Và nó ăn đứt các cái dòng điện thoại khác trong cái phân khúc giá rẻ rồi đấy. Còn ăn đứt như thế nào đúng không? Xin mời các bạn cùng xem hết video. Và xin chào mọi người đã quay trở lại với Hoàng Hà Channel. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đập hộp cái chiếc điện thoại mới ra mắt như thế nào nhá. Chiếc điện thoại ZTE Black V50 Design này bên trong có những gì? Bây giờ Minh Phong sẽ mở hộp trước nha. Ui, khá là khít mọi người ơi, đúng là điện thoại mới ra mắt các khác. Đầu tiên chúng ta sẽ thấy đó là một hộp phụ kiện. Và bên trong hộp phụ kiện này có một que chọc SIM, cùng với đó là một ốp lưng đi kèm, là nhân vật chính của chúng ta. Và nhân vật chính này có những điểm gì nổi bật thì xíu nữa Minh Phong nói sau nha. Mọi người cứ theo dõi tiếp video. Đi kèm với cái chiếc điện thoại mới ra mắt này, đó là một củ sạc cũng như là một cáp sạc. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ngoại hình cũng như là thiết kế đến từ chiếc nhân vật chính của chúng ta. Và với thiết kế này, bốn góc ba tròn giúp cho chúng ta tạo cái cảm giác cầm nắm thoải mái này, không bị sắc hay nhọn gì đâu. Đấy, rất là đẹp. Và cùng với đó là mặt nhựa sau lưng như thế này. Đấy, giúp cho chúng ta nhẹ nhàng hơn trong cái việc sử dụng hay cầm nắm cái chiếc điện thoại này một thời gian lâu. Cùng với đó là đây, chúng ta có thể thấy đây. Màn hình cũng như là khuôn viền mặt trước thì hơi có một xíu cái khuôn viền đây, còn ở trên này là hình giọt nước. Với kích thước này mỏng nhẹ này và chỉ khoảng 207g thôi, cho nên là cái tầm giá như thế này Minh Phong nghĩ là ăn đứt các cái dòng điện thoại khác rồi mọi người ạ. Sau khi nói qua về cái phần thiết kế thì một yếu tố cũng góp phần tạo nên tính trẻ trung này, cũng như là năng động và mang đến cái sự bắt mắt đến với người dùng đúng không? Đó là cụm 3 camera đến từ chiếc điện thoại này. Đấy, ở trên chính chiếc điện thoại này nó còn ghi thẳng luôn đó là triple camera và camera chính lên tới 50MP. Đấy, các bạn thấy chưa? Rất là sắc nét đúng không? Cùng với đó là cái cụm camera này thiết kế giống như một cái hãng nào đó, các bạn biết không? Đó là hoa quả cắn dở đúng không ạ? Đấy, vừa mới ra mắt thôi nhưng mà đã sở hữu những cái thiết kế cũng như là cái ngoại quan này khá là bắt mắt đối với người dùng, cũng như là hình ảnh camera khi mà chúng ta chụp được rất là sắc nét. Tiếp đến về phần màn hình thì chiếc điện thoại ZTE Black V50 Design này sử dụng một tấm nền IPS LCD. Đấy, với kích thước lớn này lên tới 6,6 inch và đạt độ phân giải Full HD cộng, mang tới cho chúng ta những trải nghiệm cũng như là hiển thị chân thật và rõ nét nhất đến từ chiếc điện thoại này. Và cùng với đó là kết hợp thêm tần số quét màn hình lên tới 90Hz cho chúng ta có thể trải nghiệm cũng như là thực hiện các cái thao tác đơn giản trên chính chiếc điện thoại này. Khá là mượt mà. Tiếp đến về phần hiệu năng mà cái chiếc điện thoại này sở hữu, đó là trang bị một con chip Unishot T606 cho chúng ta thực hiện cũng như là trải nghiệm những cái tác vụ nhẹ cũng như là lướt web, xem phim hay lướt TikTok đơn giản trên chính cái chiếc điện thoại này. Và cái chiếc điện thoại ZTE V50 Design này còn chạy trên nền đó là MyOS này. Đấy, MyOS, đấy các bạn thấy chưa? Cho nên là khi mà chúng ta sở hữu chiếc điện thoại này về tay, tha hồ các cái tác vụ nhẹ như là nghe gọi hay gửi tin nhắn thì chúng ta còn thực hiện cũng như là chơi game, các cái tựa game nhẹ hay là thực hiện các cái thao tác khác mà bạn muốn trên chính chiếc điện thoại này. Và nói đi cũng phải nói lại, khi mà chúng ta sử dụng cũng như là chơi game hay lướt web trên chính chiếc điện thoại này một thời gian khá là lâu đúng không, thì chúng ta sẽ lo ngại về việc là nhanh hết pin hay không. Nhưng mà các bạn yên tâm nhá, với dung lượng pin lên tới 5000 mAh, cùng với đó là tích hợp sạc nhanh 22,5W, cho nên là chỉ cần sạc trong vòng 15 phút thôi là chúng ta đã có tầm 30% pin rồi. Cho nên là các bạn cứ yên tâm khi mà sử dụng cũng như là cầm cái chiếc điện thoại này trên tay, thực hiện các cái thao tác như là xem phim trong một thời gian khá là dài, cũng như là dành cho ông bà cha mẹ của chúng ta sử dụng một ngày dài mà không phải sạc đi sạc lại nhiều lần. Đấy, còn gì bằng ở cái chiếc điện thoại này đúng không? Và vừa rồi Minh Phong đã đạp đá đạp hộp chiếc điện thoại vừa mới ra mắt tại thị trường Việt Nam, đó là ZTE V50 Black Design. Đấy, khá là bắt mắt đúng không mọi người, cũng như là đưa ra những thông tin khá là đặc biệt đến từ chiếc điện thoại mới ra mắt này. Và bây giờ các bạn còn chần chừ gì không, bật chuông thông báo cũng như là like, subscribe đến từ Hoàng Hà Channel nha.